đội tuyển Anh tìm cách lật đổ cửa trên Tây Ban Nha. Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn đội tuyển Anh ở chung kết Euro 2024 2H 15 7 dù họ không có nhiều ngôi sao như Tam Sư. Theo các trang dự đoán, tỷ lệ cược Tây Ban Nha giành chiến thắng ở mức đặt 6 ăn 4. Trong khi đó, tỷ lệ tương tự phía đội tuyển Anh là đặt 5 ăn 6. Những con số này được tính tới ngày 13 tháng 7. Con số này đồng nghĩa là Roja ở cửa trên so với đối thủ. Trong khi đó, siêu máy tính Opta cũng đánh giá Tây Ban Nha trên cơ. Cụ thể, siêu máy tính này dự đoán đoàn quân huấn luyện viên Luis Gela Fuente đạt tỷ lệ vô địch rơi vào 60,18%, còn đội tuyển Anh chỉ ở mức 39,82%. Tờ báo quốc tế Sports MOLE có dự đoán tương tự. Trang báo uy tín này tin tưởng Tây Ban Nha sẽ thắng đội tuyển Anh với tỷ số 2, 1. Thời điểm trước khi Euro 2024 bắt đầu, đội tuyển Anh được đánh giá cao hơn Tây Ban Nha lý do bởi Tam Sư sở hữu dàn sao đắt giá nhất giải, giá trị khoảng 1,5 tỷ bảng, còn La Roja lại ở giai đoạn chuyển giao thế hệ. Nhưng rồi Tây Ban Nha mới là đội có màn trình diễn thuyết phục hơn cả từ đầu giải. Từ Đức cho tới Pháp đã đều phải nếm trái đắng trước đoàn quân huấn luyện viên Luis de Fuente. Trong khi đó, đội tuyển Anh lại hết lần này tới lần khác mang đến màn trình diễn thiếu thuyết phục, dù rơi vào nhánh đấu dễ thở từ khi bước vào vòng 1 trên 8. Phải nhờ tới sự tỏa sáng của các cá nhân, binh đoàn của huấn luyện viên Southgate mới có thể góp mặt ở chung kết. Nhưng Tây Ban Nha không thể đánh giá thấp đội tuyển Anh. Một khi họ chết hụt nhiều, đội bóng này lại càng tỏ ra bản lĩnh. Đội tuyển Anh hiểu Tây Ban Nha sẽ chơi tấn công ở trận này. Do vậy, Tam Sư rất có thể sẽ thi triển thế trận chặt chẽ, du ngủ đối phương và chọn thời điểm thích hợp để tung ra cú đấm chí mạng. Nếu Tây Ban Nha và Anh phải đá luân lưu, ai có lợi hơn? Không loại trừ khả năng trận chung kết Euro 2024 sẽ phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Từ khi huấn luyện viên Southgate nắm đội tuyển Anh, đội bóng xứ sở sương mù đá 11m tốt hơn thời kỳ trước. Các trận chung kết hai giải đấu lớn gần nhất, World Cup, Euro đều phải giải quyết thắng bại bằng loạt sút luân lưu. Ở Euro 2020, Ý thắng Anh sau loạt sút này, còn tại World Cup 2022, Argentina vượt qua đội tuyển Pháp sau loạt sút luân lưu. Chính vì thế, không loại trừ khả năng trận chung kết Euro 2024 sẽ kéo dài đến loạt đá 11 mét, nhất là trong bối cảnh các đội bóng châu Âu ngày càng thi đấu chặt chẽ và thận trọng. Đội tuyển Anh là một trong những đội bóng lớn đá luân lưu kém nhất lịch sử bóng đá thế giới. Thông thường, nhiều năm trước đây, các đối thủ đã dồn được đội tuyển Anh vào loạt sút cân não này, thì Tam Sư gần như cũng sẽ thua cuộc. Tuy nhiên, đội tuyển Anh dưới thời huấn luyện viên Gareth Southgate đã thay đổi đáng kể khả năng này. Đúng là anh thua ý tại chung kết Euro 2020 sau loạt sút luân lưu, nhưng ở một số giải trước đó và sau đó. Tính từ World Cup 2018, giải đấu lớn đầu tiên huấn luyện viên sau dẫn dắt đội bóng xứ sở sương mù, anh có chiến thắng. Cụ thể, đội tuyển Anh thắng Colombia 4, 3 trong loạt sút luân lưu tại vòng 16 đội World Cup 2018, sau khi đôi bên hòa nhau một, một ở giờ thi đấu chính thức và hiệp phụ. Đến Euro 2024 lần này, trên đường vào đến trận chung kết, Đội tuyển Anh thắng Thụy Sĩ 5-3 ở tứ kết sau loạt sút luân lưu, hai đội hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu của hai hiệp chính và hai hiệp phụ. Điều đáng chú ý trong trận đấu ấy, lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Anh sút thành toàn bộ 5 quả đá luân lưu của mình. Tổng cộng, dưới thời huấn luyện viên Gareth Southgate, đội tuyển Anh trải qua 3 trận đá luân lưu, thắng 2, thua 1, tỷ lệ thành công gần 67%. Trong khoảng thời gian tương tự, Tây Ban Nha trải qua 4 trận đấu có sút luân lưu, thua đến 3 trận, chỉ thắng 1 trận tỷ lệ thành công chỉ 25%. Có nghĩa là năng lực sút luân lưu của cầu thủ Tây Ban Nha những năm gần nhất không hơn cầu thủ Anh. Tây Ban Nha mới chính là đội bóng lớn dễ thua nhất khi sút luân lưu, chứ không còn là đội tuyển Anh như ngày xưa nữa. Chơi có trách nhiệm, chọn nơi uy tín, truy cập ngay te.mi.setkato, nhận ngay 50k miễn phí trải nghiệm.